chị ơi coi được không? Hồi nãy bị xe tự nhiên nó không cho like, bị quăng ra luôn à. Rồi chia sẻ like giúp em mấy chị ơi. Mẹ bị sao á. Quỷ quỷ 8 90 79. Rồi em lên mẫu luôn nha mấy chị ơi. Em lên mẫu luôn nha. Thẻ áo ra coi thử. Form nó như thế này nè chị à. Đây nè đó. Form như thế này thôi nha. Chị nào áo này chị nào muốn không sợ, muốn không hở ngực thì cứ kéo lên như em đang mặc nha. Muốn hở ngực kéo xuống. Kéo xuống thì nó nâng cái bầu ngực mình lên, nó sẽ hở ngực. Đây. Màu em mặc là màu đỏ. Form là form ngắn như thế này nha. Form ngắn 55.000, vải thun đẹp lắm luôn, màu đỏ màu vàng. Chia sẻ like lên giùm em mấy chị ơi. Đỏ vàng nè, màu kem, áo đẹp lắm luôn, 55.000. Trong váy mặt là dạng kaki nhung, dạng kaki nhung nha. Cái số vải của nó nè, em có một cái mấy chị nhìn thấy không, nó là dạng hơi nhung nhung và cái số vải nó nhỏ nhỏ nè. Trong váy mặt là size S nha, giá 70.000 size S. Áo là 55.000, có màu đỏ, màu vàng, màu kem. Đỏ, vàng, kem, màu nâu. Đỏ, vàng, kem, nâu, vải rất là đẹp luôn á. Đỏ, vàng, kem, nâu nè. Về màu vàng, vàng đồng giùm em luôn nha. Quần đuổi 59 còn một cái nè Trang Trang ơi, lấy thì chốt rồi giúp chị nha. Quần đuổi 59 còn cái. Đầm hoa ở sau là 135, để em lên mẫu nha. Về màu hồng nữa nè. Rồi áo 55.000 có màu luôn nha. Ai lấy màu gì chốt lên màu đó giùm em. Hồng nha mấy chị ơi, hồng nè. Màu vàng. Màu vàng. Rồi em mặc là màu đỏ đô, màu này là màu kem. Trang Trang Nguyễn lấy quần 59.000. Có trên này có không lấy chị. Thì đúng rồi, nãy em nói là áo này nó ngắn mày chị. Cái này em nói ngắn mà, nó là dạng áo form ngắn. Quần đuổi trắng 59 là Trang Trang Nguyễn. Áo em mặc nha, có màu luôn á, chị nào muốn coi màu thì nói em. Đầm hoa này 135.000. Hoa 135, cái này baby doll em có hoa kem 135.000. Và hoa xanh là form su 135 nha. Bên này mà không có hả? Chân váy là chỉ có size S thôi nha mấy chị ơi. Chân váy là 70.000, size là size S nha. Còn áo là 40-55kg vừa. Form nó sẽ là form ngắn về ôm sát người mình. Rồi baby doll 135.000. Có hoa màu kem nè. Kem là form baby doll 40-55-56kg mặt vừa. 135.000 với em nha. 135.000 đầm baby doll hoa 135. 40-55-56kg mấy chị men vừa. 40-55-56kg mặt vừa. Còn xuông xanh là 135, cũng 40-55-56kg mặt vừa luôn nha. Ai lấy xanh chốt xanh, giờ lấy kem chốt kem nó giúp em. Đầm hoa đẹp ơi đẹp luôn nha. 135.000. Trong váy mặt nó chỉ có size S à. Rồi khớp màu tím mấy chị ơi, tím là 79.000 nha. Ai lấy tím chốt em là khớp tím 79, vải len. Khớp len nha, màu ở ngoài đẹp hơn trong like. Khóc len 79.000, chị nào lấy khóc len chốt lên em là khóc len giá 79. Đẹp lắm nha. Len 79.000 khóc len mấy chị ơi. Form to áo này ai mặc cũng được hết. Quần đuổi hồi nãy là 40-55-56kg vừa nha Trang Trang Nguyễn. 40-55-56kg. Rồi chốt lên em là áo len nào khóc len nha, 79.000 khóc len. Len 79.000 khóc len. Áo đen 99.000, sơ mi đen. Không phải, loại này loại khác. Rồi đen này là, đen này là nhiêu quên rồi ta. Áo đen này giá là 79.000 nha. 40-50kg đến 57-58kg mặt vừa. 40-57-58kg mặt vừa. Chốt em là đen 79.000 áo đen này. Áo đen này 79 nha mấy chị ơi. Nghe em là bo thun nha. Nó là dạng form giấu quần. Dạng form giấu quần nè. 79.000, ai lấy đen chốt là giúp em là đen 79. Đen 79.000, màu đen nha. Chị lấy đen 79 chốt là đen 79. Hai bên eo là bo thun.
hai bên em là bo thun giùm em nha, 79.000 màu đen. Rồi đen 79 nha mấy chị ơi, đen Rosy 79 thôi. Áo 59.000 mà chị nào lấy thì báo em nè. 59.000 áo ngọc trai ở phía sau, 40kg đến 60kg mặt vừa, có màu đen và màu trắng hai màu. Chốt đơn giùm em áo 55.000 kìm màu. Rồi đây nha, phía sau là ngọc trai rồi mấy chị ơi. Phía sau nó đính ngọc trai nha. Đây rất là đẹp luôn. 55.000 màu trắng, 55.000 màu đen hai màu. Trắng 55 và đen 55 nha, hai màu. Ai lấy màu gì chốt lên màu đó giùm em luôn. Trắng 55 và đen 55, đẹp lắm mấy chị ơi. Đây nha, chốt lên em áo 55.000 kìm màu. Áo 55.000 kìm màu. Rồi áo này 40kg đến 50, 40kg đến 57, 56, 57 cái mặt vừa. 40 đến 56, 57 cái mặt vừa. Chốt em là áo trắng giá 95, babydoll trắng 95 mấy chị ơi. Chốt là em babydoll trắng 95 nha. Quả là vải dạng vải xô theo nè, chốt rất là xịn và rất là đẹp luôn. 95.000 nha. Ai lấy cái này chốt là em áo trắng 95.000. Áo trắng, trắng 95 nha mấy chị ơi. Trắng 95.000 đầm suông. Trắng 95.000 màu trắng giùm em nha. Xuân đen 125 còn 2 cái. Ai lấy xuân đen chốt rồi giùm em nè. Đen sọc 125, 40kg đến 60, 65. Cái này bầu bì mấy chị mặc thoải mái luôn nha. Như dê một cái nữa, như dê không tin nhắn. Rồi đầm sọc này mim nha mấy chị ơi, 125.000 nha. 40kg đến 60, 65 cái mấy chị mặc ok vừa cái này luôn. Ai lấy chốt lấy em là sọc, sọc giùm em nha, 125.000 đầm sọc 125, 40kg đến 60, 65 cái mặt cái này vừa luôn á, sọc 125. Rồi áo này em có màu kim, màu kim nha. Chốt giùm em là áo kim giá 90.000 áo kim. Ở trước mấy chị rút tùy ý nè, rút bao nhiêu là tùy ý nha, dạng như vải, vải xô theo luôn á, vải rất là xịn và rất là đẹp luôn, giá 90 màu kim nha. Ai lấy màu kim chốt em là áo kim giá 90. Áo kim giá 90.000 áo kim này nha. Kim 90. 90 là 89.000. Rồi sơ mi 89.000 em có xanh và màu hồng hai màu. 40kg đến 60kg mấy chị mặc vừa với sơ mi này nha. 89.000. Rồi caro xanh. Caro xanh 89.000 caro xanh. Có nha Phạm Thư ơi. Về caro hồng hai màu. Caro xanh và caro hồng hai màu. Ren bộ ren 69 nha chị. Rồi ai lấy màu gì của mình màu đó giúp em nha. Sơ mi caro 89.000 một áo. Sơ mi caro mấy chị ơi 89.000 caro hồng, caro xanh hai màu. Caro hồng và caro xanh hai màu nha. Lấy màu gì chốt lên màu đó giúp em luôn. 89.000 caro xanh, 89.000 caro hồng. Rồi set ren 69.000, hàng này em đang sale. Hàng này em đang sale nha. 89.000. Đây mấy chị ơi. Ui da. Caro xanh, caro hồng hai màu. Chốt lại giúp em là bộ ren này đang sale 69.000 bộ ren. Xuân rồng hoa chị chốt hàng là chiều đi hàng nha Xuân rồng hoa. Tại vì không có giữ đơn nha. Cái này chốt lại giúp em là ren trắng nè, giá là 69.000 ren trắng. Ren trắng 69.000 ren trắng. Bộ này đang tính giá sale nha mấy chị ơi, 69.000 em nha. Chốt lại em là ren trắng giá 69.000 ren trắng. 69.000 riêng trắng giùm em, trước lưng bản sau là lưng thun. Giá này em đang sale giá 69.000 nha. À đấy chốt lại giúp em là riêng trắng giá 69. Hãy xuân đầm hoa là caro xanh đó. Cái đầm hồng bữa nữa đúng không? Đúng rồi. Rồi chốt lại giúp em nha, caro trắng. Cái áo hở cổ tròn còn nha Thanh Vy ơi, áo đó còn á nha em, áo đó có màu luôn á, giá là 55.000 một áo mà vải đẹp nha, 55.000 nhưng mà vải đẹp lắm. Rồi chốt lên giùm em nha mấy chị ơi, sơ mi này mới lấy đen nó hơi nhăn mà vải đẹp nha. Sơ mi này em có màu xanh minh nè, từ 40kg đến 60kg mấy chị mang vừa luôn á.
89.000 vải cực kỳ đẹp luôn nha. Có màu xanh min, màu kem sữa hai màu. Ủa, có hai màu không? Xanh min với kem sữa hai màu giá 89.000, để em lấy ship ra nha. Lấy ship ra mấy cái hàng lẻ lẻ. Rồi 40kg đến 60kg mặc vừa men nha. Sơ mi 89.000 sơ mi. Có túi ở đây nè. Chốt là em là sơ mi 89.000 kìm màu, màu kem sữa, màu xanh min hai màu. Em mới lấy ra nó hơi nhăn chứ vải đẹp lắm mấy chị ơi. Kem sữa với xanh min hai màu nha, 89.000. Chốt là em sơ mi kìm màu. 89.000 sơ mi kìm màu. Đây. Dung gân đợt trước mà Thanh Vy đợt này chị không có về nha. Đợt trước có về hàng á, đợt này không có. Áo này em có màu vàng nè, 55.000 có màu vàng. Rồi màu kem 55.000 màu vàng, 55.000 màu kem. Hồi nãy em mặc là màu đỏ đô nha. Cái đỏ đô cho lên lại nha. Rồi màu hồng 55.000 màu hồng, vải đẹp lắm. Màu hồng giùm em nè. Cái này chốt em là vàng đậm. Vàng đậm mấy chị, hồi nãy là vàng vàng nhạt nha, cái này vàng đậm. Vàng bò á, màu vàng bò giùm em nha. Vàng bò còn nãy là vàng nhạt. Rồi hồng, trắng, đỏ. Rồi bao nhiêu màu đây nha, ai lấy màu gì chốt lên màu đó giúp em luôn. Đỏ này đỏ đô, đỏ mặt hồi nãy, đỏ đô. Rồi vàng vàng đậm. Vàng đậm nha. Màu hồng 55.000 vải mét cực kỳ luôn. Màu hồng. Rồi màu kim. Ơi như chị mặc hồi nãy đó em, nó ôm xét cho người luôn á. Váy em mặc rồi đem đứng cho chị coi nha. Rồi ai lấy chốt lên giúp em nè. Màu vàng luôn. Này mặc lại ôm xét rẹp cho người luôn á, người mà tới đâu nó ôm tới đó. Hồi nãy chị mới mặc màu lai. Đầm em mặc nó như thế này thôi nha chị. 125.000 vải đẹp nha. 125 40kg đến 60 65kg mấy chị mặc ok vừa cái này. Ai lấy thì chốt lên giúp em nha. Rồi đầm 119.000, chốt em là đầm 119, 40kg đến 55 56kg mặc vừa. Giờ lấy đầm 119 chốt lên em nha, 119.000 đầm này. Thanh Vy lấy vàng đậm với đỏ đô. Vàng đậm với đỏ đô Thanh Vy. Rồi đầm 119.000, chị nào lấy chốt cho giúp em nha. Đầm 119.000. Màu trắng tay dài ở sau cho em coi ơi. Chị Hải Vy Nguyễn đơn gửi chưa không? À, đơn hôm qua chuyển tiền rồi là gửi rồi nha chị. Đơn hôm qua chuyển tiền là gửi rồi. Áo trắng này giá là 59.000 giúp em nha. Có màu trắng nè. Màu trắng, màu hồng. Màu nâu. Và màu tím. Áo này 59.000, 40 đến 55kg vừa nha. Cũng là form ôm tay dài. Ôm xét cho người mình tới đâu nó sẽ ôm tới đó mấy chị ơi. Màu tím nè, màu nâu, màu hồng giùm em nha, và màu trắng. Giá 55.000 dây kéo. Dây kéo phía trước nha, 55. Giá 59 chứ nhầm. Cái này chốt lên với em là áo 59.000 kìm màu trắng nè, hồng, nâu và tím nha. Chốt em áo 55.000 kìm màu. Dùm 125. Dùm dài 125. Dung dài là giá 125 giùm em nha. 40kg đến 60kg mặc vừa luôn. 125.000 vải là vải đuổi. Vải là vải đuổi giùm em nè. Cho nên lấy dùm chốt em là dùm ngang em là bo thun. Và có dây kéo nằm phía sau cho mình luôn. Hai là trước sau như nhau hả chị? Hai tè trước sau như nhau đúng rồi em. Ủa ở sau là tè ngang. Ở sau nó ngang nha. Ở sau nó ngang que nè. Dùm 125, ai lấy dùm chốt em dùm 125 nha, bao đẹp luôn. Vải đuổi nghe yêu là bo thun mấy chị ơi. Chị Hải Vy Nguyễn dùm 125. Còn mẫu nào chân váy? Còn mẫu chân váy nào không chị? Chân váy mấy chị đợi em ơi, tuần sau, đầu tuần sau có chân váy nha. Đầu tuần sau về chân váy á. Rồi đầm 99.000, 40kg đến 50, mẫu này 40kg đến 57-58kg mấy chị mặc được luôn. Ở sau là bo thun nha, có mút ngực. Chốt lên giúp em là caro, 99.000 đồng caro.
Đầm caro này nó sẽ có mức ngực cho mình luôn nè, phía sau là bao nhúng 40 đến 60 kg mặc được luôn á. Ai lấy thì chốt lên giúp em nha. Đầm caro 99.000 đầm caro. Cho nên lấy đầm caro này, comment lên em là đầm caro giá là 99.000 cái đầm này. Đang mặc có một màu nha chị ơi. 125 đúng một màu nha, hết zoom nha Nhung Phạm ơi. Rồi đầm hồng này. Đầm hồng này đầm mặc đi tuyệt được nè. Size này size S, size S nha. Đạt mẫu này em sale còn 79.000, ai lấy hồng 79 chốt em hồng 79. Hoa này người ta kết nổi lên trên, vải rất là đẹp luôn, size S. Size S giùm em nha, hàng hai lớp, chốt rất là xịn, rất là đẹp. 79.000 đang sale. Ai lấy đầm 79 cô mình lên đầm 79 nha. Tầm 40 đến 48 kg mặt vừa. Cho em đầm size S giá 79.000, đầm size S đang sale. Size S đang sale giá 79 nha. Ít đang sale 79.000, chị nào lấy chốt lên giùm em. Cái này cho Rosy rồi, màu đen 65. Rồi em quay mẫu nha. Em mặc có một màu thôi. Rồi đầm body tím này em đang sale giá 69.000, 40kg đến 57, 58 kg mặt vừa. Vải rất là co giãn, dáng dài như này luôn nè. Dáng dài lắm luôn mấy chị ơi. Đang sale giá 69 thôi nha, chất vải rất là dày dặn và rất là đẹp. Ai lấy tím 69 comment lên cho em này, tím giá đang sale còn 69.000. Giá đang sale còn 69, ai lấy tím 69 chốt lên mấy chị ơi. Tím 69.000 màu tím nha. Đẹp ơi, đẹp luôn mẫu này. Có 69.000 thôi mấy chị ơi. Hay nha. Body vải thun dày dặn, chốt rất là mát, rất là đẹp luôn. 69.000 đang sale. Ai lấy tím 69 chốt luôn giúp em là tím nha. 69.000 đầm tím. Body tím dáng dài giá 69. Body tím dáng dài giá 69.000. Đây con này màu trắng đúng không? Baby doll giá 90, 40 kg đến 60 kg mặc vừa. Toàn bộ này là thêu hết giùm em nha. Chốt giúp em là baby doll giá 90.000. 90.000 baby doll hồng và baby doll trắng hai màu. Hồng trắng hai màu giá 90. A lấy chốt lên giúp em nha. Trắng 90 và hồng 90 mấy chị ơi. Trắng 90, hồng 90, khốt caro còn đúng không, bỏ lên chị luôn. A lấy áo 90 chốt lên em là áo 90.000 kèm màu luôn. Thổ cẩm theo hết toàn bộ nha. Hồng 90 và trắng 90. Từ 40kg đến 60kg mấy chị bầu bì mặc được luôn nha. Bầu bì là mang được luôn á. Rồi ai lấy chốt lên nhìn em nè. Zoom này 120. Zoom 120 màu ruốc. Ở ngang eo là bo thun. Ngang eo là bo thun nha, dập ly. 120.000, hàng này xịn lắm mấy chị ơi. 40 đến 55, 56 kg mặc vừa. Ai lấy zoom 120 chốt lên nhìn em. Đầm em mặc 125 nha, Thanh Bích Dương ơi. Hàng này hàng Quảng Châu á, vải xịn lắm chị. 125.000 cái đầm em mặc nha. 125, 40 đến 60, 65 kg vừa luôn á. Rồi này chốt lên em là ruốc. Zoom nha, zoom màu ruốc 120. Zoom màu ruốc giá 120. Nhờ lấy zoom chốt zoom 120. Bộ này còn bộ cuối cùng đang sale 79. Còn bộ màu tím cuối cùng đang sale 79. Dạ không nha chị Thanh Nga ơi, không có nha chị. Tím 79.000 đang sale 40 đến 55, 56 kg mình mặc vừa. Áo này phía trước mặc cột vô lại nha. Cột cột về đắp chiếu cũng được. Chị đắp chiếu thì cột ra sau cũng được nè. Hoặc là mặc cột ở trước cũng được luôn nha. Có lại bờ re bên trong đó, rồi cột phía trước. Đầm em mặc là 125. Đây là mấy chị ơi, chốt với em nha. Xếp này đang sale 79.000 để xếp luôn. 79.000 nguyên xếp luôn. Là quần có túi, nó có chạy riêng cho mình luôn nè. Vải là vải đuổi 40 đến 55 56 cái mặt vừa nha. Đang sale còn 79. Thì là lấy tím 79 chốt em xếp tím 79.000. Xếp tím 79. Quần rin 145 nha. Rin 145 có màu nặng màu nhạt hai màu. Chất này siêu co giãn luôn mấy chị ơi. 145.000 siêu co giãn nha, có size có size M, 2 size. Đây. Màu này là màu nhạt nè, có màu đậm nữa mấy chị ơi. Chỉ cái màu đậm, một cái màu đậm thôi. Đậm nhạt hai màu chất siêu co giãn với 145.000. Đẹp lắm luôn à. 145.000 nha nha. Màu này màu nhạt, màu này màu đậm nè, hai màu. 145 chốt em quần 145 kèm màu kèm size.
Quần 145 kìm màu kìm sao mấy chị. Chất này co giãn cực kỳ tốt luôn á, siêu co giãn luôn nha. Form này form to luôn mấy chị ơi. Size L là 60kg gì mặc thoải mái luôn dùm em nha. SML B size màu đậm màu nhạt hai màu. Rồi chị nào lấy quần rin chốt là em là quần rin kìm màu kìm size nha. Đây, màu đậm với màu nhạt hai màu. SML B size nha, 145.000 SML B size. Cầm beo này giá 99.000, 40 kg đến 57-58 kg mấy chị mang vừa nha. Beo đầm beo 40 kg đến 57-58 kg mặc vừa, beo hở lưng, dây xích như thế này đẹp lắm luôn nha. Ai lấy chốt lên giúp em. Đầm đen mặc là 125.000, bầu mặc có vi sinh luôn á chị ạ. Thoải mái lắm luôn nha, bầu bì bông chen thoải mái. Vải co giãn cực kỳ tốt luôn, giá là 125.000 nha chị Lê Hạnh ơi. 125 giùm em nha. Rồi beo 99.000, ai lấy beo chốt beo 99. Dây xích nè, dây xích giùm em nha. Beo 99.000, hàng là hàng hai lớp luôn, beo đẹp luôn á. 99.000, chốt em đầm beo 99. 40 kg đến 57-58 kg cái mặt vừa nha. Chốt beo 99.000 làm beo. À, cái này đầm đen mặt ở chị Lê Hạnh. Áo nè, sơ mi mấy chị ơi, chốt em sơ mi 79.000 sơ mi. 40 kg đến 56-57 kg cái mặt vừa sơ mi này nha, 79 có thông tin chưa? 79.000. Rồi chị nào lấy chốt lên giùm em nha. Sơ mi 79.000, 40 kg đến 56-57 kg cái mặt vừa. Vải rất là xịn, rất là đẹp luôn, chất mép cực kỳ luôn á. Ai lấy thì comment lên giùm em nha. Sơ mi 79.000 sơ mi này. Sơ mi 79.000 sơ mi. Ai lấy sơ mi chốt lên em sơ mi 79.000 nha. Sơ mi em mặc là giá 80. Trong váy là chân váy rất là đẹp luôn, chân váy này dạng chân váy công sở size M, chân váy này có túi luôn mấy chị ơi, chân váy 85.000 size M. Éo là 80 nha, éo là 80, chân váy là 85, chân váy là size M, chân váy này 55kg loại vừa luôn á, chân váy này 55kg loại vừa mình nha. Xem đầm hoa phía sau, ok Nguyễn Linh. Chị nào lấy sơ mi này chốt lên em nè, sơ mi. Sơ mi là 80 nha, còn chân váy. Chân váy này co giãn cực kỳ tốt luôn, size M, chân váy là 85.000. Chất này dạng chất u mì á. Chất này nó dày lắm, dày và co giãn nha. Đầm baby doll hoa phía sau giá 135.000 giùm em nha. 1B5 40 đến tầm 55-56kg vừa mấy chị ơi. 40 đến tầm 55-56kg thôi nha. Rồi em có hoa màu kem 1B5 và hoa màu xanh 1B5. Hoa nhí màu xanh nè, 1B5 form suông. Còn này là baby doll nha, hoa màu kem. Hoa kem đẹp quá chừng luôn. 135.000 hoa kem. Ai lấy hoa kem chốt hoa kem nha. Hoa kem 1B5, hoa xanh 1B5. Kem 1B5, xanh 1B5. Rồi sơ mi mặc là 80, chân váy là 85 nha mấy chị ơi. Đẹp lắm. Nó có hai túi hai bên nè. Chân váy này sẽ có may hai túi hai bên cho mình luôn nha. Sơ mi 79.000. Sơ mi này 79.000, có sọc xanh nè. Sọc xanh 79.000 sọc xanh mấy chị ơi. Cái này tay ngắn 40 kg đến 60 kg mấy chị men vừa nha. Chốt em sọc xanh, giá là 79.000 sơ mi sọc xanh vải đẹp. Sơ mi sọc xanh này vải rất là đẹp nha, 79.000. Vải đẹp lắm luôn. 40 kg đến 60 kg mấy chị mặc được của sơ mi này luôn. Ai lấy sơ mi xanh chốt là em là sơ mi xanh giá 79.000 sơ mi xanh. 79.000 sơ mi xanh. Caro vàng 79.000 caro vàng. Rồi vàng 79.000 caro vàng nha mấy chị ơi.
caro vàng là 79.000 caro vàng. À, lấy caro vàng chốt lên giúp em. Cũng 40kg đến 60kg mặt vừa nha. 40 đến 60kg mặt vừa caro vàng. 79.000 caro vàng. Sọc kem 79.000 sọc kem. Rồi sơ mi nha, 79.000 sọc kem luôn. Ai lấy sọc kem chốt lên em, sọc kem 79. 40kg đến 60kg mặt vừa, màu kem này lên sáng da lắm luôn á. Kem nha. Sọc kem 79.000 sọc kem. Ai lấy sọc kem chốt lên giùm em, sọc kem 79.000 sọc kem nè. Cái này là caro hồng. Caro hồng 79.000 caro hồng. Đây mấy chị ơi, caro hồng 79 nha. Dạ gửi rồi nha chị ơi, dạ Kim Hiệu ơi, gửi rồi nha chị. Gửi chiều hôm qua rồi. 40kg đến 60kg mặt vừa sơ mi, chốt em sơ mi 79.000 kèm màu nha. Cái này caro hồng. Rồi sọc kem. Sọc kem mấy chị ơi. Caro vàng và sọc xanh nha, tổng cộng là 4 màu. Chị lấy màu gì chốt lên màu đó giùm em luôn, sơ mi kèm màu. Sơ mi nha, 79.000 kèm màu. Rồi đầm 100, đầm này như 109. Đúng ta. Đầm 109.000 cái đầm này nha. Đây mấy chị ơi, con là con dài. 40 đến tầm 50, 40 đến tầm 53, 54 cái mặt vừa. 40 đến tầm 53, 54 cái mấy chị mang vừa 109. Ai lấy đầm 109 chốt lên giúp em nha. Điệp ơi điệp luôn. 109.000 cái đầm này. Đẹp lắm luôn mấy chị ơi, có túi nữa nè. Có hai túi hai bên luôn, 109.000. 40 đến 53 54 cái vừa dáng dài. Em mà còn rộng lắm. Rộng em. 40 đến 53 54 cái mặt vừa, 109.000 nha. Túi nữa, có hai túi hai bên. Dán già que gối, ai lấy đầm 109 chốt lên giúp em nha. 109.000 cái đầm này. Đẹp lắm mấy chị ơi. Vải của nó rất là dày dặn nha. Ủa như nó có cái ho nữa mày ngon. Đúng không? Đây đây. Có cái ho nữa nào mấy chị ơi. Nó có cái ho kèm theo. Đây nha, cài ở trên này cũng được. Cài ở đâu cũng được hết, thích thì cài. Rồi hôm này hôm rồi nha, 109.000, 40 đến 5B, 54kg vừa. Thì là lấy chốt lên em nha, đầm 109.000 đầm này. 109. 109 nha mấy chị ơi, 109. Rồi thun sọc này giá là 79.000, hàng này hàng Quảng Châu đẹp lắm mấy chị ơi. Khuôn sọc nha, 79.000. Khuôn là khuôn to luôn, 40kg đến 60, 65kg vừa, giá 79. Chờ lấy sọc 79 chốt lên giúp em lại sọc nha, 79.000 sọc. Sọc 79.000 mấy chị ơi, lấy sọc chốt sọc 79. Khuôn to rất là đẹp luôn nha, khuôn này khuôn Quảng Châu, chóc dày dặn, mịn, co giãn. Chị nào lấy cái này comment lên giúp em lại sọc. Éo xanh 79.000, éo xanh. Xanh 79 nha, xanh 79.000 màu xanh. Trắng này 59.000, 40kg đến 55, 56kg mặt vừa. Giờ lấy trắng 59 chốt em, trắng 59. Khung nha, khung trắng 59.000, khung trắng. Giờ lấy khung trắng con mình lên em là khung trắng 59.000, khung trắng. Khung trắng 59. Này đang sale 89.000, 40 đến 53, 54 cái mặt vừa. 40kg đến 53, 54 cái mặt vừa nha. Đây, quả đẹp lắm luôn, kệ set này luôn đang sale giá 89.000. 89.000 nguyên set nha, gồm áo với lại quần luôn, quần là quần ạ, quần lưng cao, quần lưng cao nha mấy chị ơi, đi với áo này. Chốt em nha, kệ set luôn đang sale 89.000, ai lấy set chốt set 89. Set 89.000 giúp em nha. Tiếp 89.000, chịu lái chốt tiếp 89. Áo
79.000, 40kg đến 60kg mặt vừa. 40kg đến 60kg mặt vừa em nha. Chất siêu co giãn, xoắn ở phía trước mà nó không có hở gì hết. Chị Phương Trang, ok chị. Phương Trang còn đơn không ạ? Rồi, ai lấy cái này comment lên giúp em nha. 79.000 áo 79. Chị nào là áo 79 chốt lên giúp em nè. Áo 79.000 áo nha. Áo 79.000. Không có đâu. Rồi, đỏ này 59, 40kg đến 60kg mang vừa luôn nha. Đỏ trở vai 59. Ai lấy đỏ comment lên giùm em là đỏ. Giá 59.000 đỏ. Đỏ 59.000 nha, 40 đến 60 kg men vừa. Ai lấy đỏ chốt lên với em là đỏ, giá 59.000 áo đỏ này. Đẹp cực kỳ luôn mấy chị ơi. Vải rất là đẹp nha. Đi đâu mày đi? Đi giùm nó chị. Rồi đỏ giùm em nè mấy chị ơi. 59.000 đỏ nha, lấy đỏ 59 chốt đỏ 59. Áo này 75. Rồi áo này 75 có mút ngực tầm 40 đến 52 kg vừa nha. 75.000 có mút ngực mấy chị ơi. Nè, tay vô nó nè. Phía trước có mút ngực luôn á, bo thun. Rồi chốt lên giùm em nha, áo này phía sau có dây kéo. 75.000, chốt em áo 75 nha, sau có dây kéo áo 75. Rồi caro 99.000 caro. Caro 99 có mút ngực. Sơ mi xanh 89.000, 40 kg đến 60 kg mặt vừa. Ai lấy sơ mi xanh 89 chốt lên giúp em nha. Sơ mi xanh 89.000 sơ mi xanh. Form to rộng luôn á, 89.000 sơ mi xanh. Áo ngọc là 55.000 nha, 40 đến 60 kg men vừa, có màu trắng và màu đen hai màu. 55.000 có trắng có đen hai màu. Áo này giá là 65, em có màu cũng trắng và đen hai màu luôn mấy chị ơi. 40 đến áo này 40 kg đến 56, 57, 58 kg vừa luôn á, thun nó dày dặn rất là co giãn luôn nha. Em có màu đen với màu trắng hai màu. Chốt lên em áo là áo 65.000 kèm màu nha. Áo này 55 em có màu nâu nè. Áo 55.000 có màu nâu. 40 đến 55 kg vừa nha. Có màu nâu 55.000 màu nâu nè. 55.000 màu nâu, 55.000 màu kem. 55.000 màu nâu, 55.000 màu kem nè. Rồi 55.000 màu vàng. 55.000 màu vàng mấy chị ơi, màu vàng nha. Rồi màu hồng, 55.000 màu hồng luôn. Chị lấy màu gì chốt lên em màu đó nha. Giá 55.000 kèm màu. 40 đến 55 kg mặt vừa. Rồi đây nha mấy chị ơi, 55.000 kèm màu cho em luôn. Bộ này đang sale 89.000 nha. Bộ này đang sale 89.000, 40 đến 55, 56 kg mặt vừa. 40 đến 55, 56 kg với chị mặt vừa cái bộ này giúp em. Hàng này hàng 129 nè, đang sale xuống còn có 89.000 thôi. Trước lưng bảng về sau là lưng khung nha. 40 đến 55, 56 kg mặt vừa, chốt em là bộ xanh 89.000 nguyên bộ. Bộ xanh với chị ơi, 89.000 nguyên set nha. 89.000 nguyên set này em luôn, ai lấy xanh chốt em bộ xanh 89.000 nguyên bộ. Đẹp lắm luôn, phía trước con nó là nút gỗ nè mấy chị ơi. Nút gỗ nhan vải cũng đẹp nữa. Rồi ai lấy xanh 89.000 chốt lên giùm em là xanh nha. 89.000 xanh, quần là quần dài. Quần dài lưng keo đi với là áo. 89.000 màu xanh. Xanh nè. 89.000 màu xanh giùm em nha. Xanh da dê huy võ thiên màu xanh. Da huy võ thiên xanh. Màu xanh mới lan xuống. Em hết xanh nha Tuyết Trinh ơi. Hết xanh. Đúng rồi. Xanh 89.000 da huy võ thiên. Rồi bộ caro 89.000, 40 đến 55 kg vừa nha. 40 đến 55 kg vừa. Chốt em là caro đen 89.000 caro đen. Caro đen 89.000, 40 đến 55 kg vừa. Đẹp lắm mấy chị ơi. Chốt lên em nha. Caro đen 89.000 nguyên bộ. Rất là đẹp luôn nè. 89.000 nguyên bộ. Bộ em đang mặc là 109 nha chị ơi. Chị Nhung ơi. Mấy con sổ hết rồi. Thanh lành ơi, quần tay cũng hết rồi nha. Nằm em mặc nó có một cái hoa kìm theo nữa. 40 đến 53, 54 cái mang vừa, giá là 109 nha. Các chị muốn cài đâu cũng được.
có thể cào, có thể khỏi cài. Đầu em mặc là 109 nha chị, dáng dài que gối 40-54 kg vừa. Bộ này giá là 119 ngàn bộ này. 119. Và một cái quần lưng cao đi với một cái áo hồng này nha, 119 ngàn kẻ tiếp. 119 nguyên set luôn. Ai lấy chốt lên em là set hồng 119 ngàn. Bộ hồng 119 nha, bộ hồng 119. Ai lấy bộ hồng chốt em bộ hồng 119 ngàn nguyên bộ luôn mấy chị ơi. Hồng 119 nha. Sơ mi xanh cho vỏ đẹp. Ủa nãy giờ chị có vô sơ mi xanh rồi hả? Rồi sơ mi màu xanh 89 ngàn cho em nha vỏ đẹp ơi. Sơ mi xanh nha, 89 ngàn sơ mi xanh. 89 ngàn sơ mi xanh vỏ đẹp. Về hồi nãy sơ mi với lại cái bộ kia cách xe ra mà đúng không? Đầm mặt chị Kim Kim. Hồi nãy là da huy vỏ thiên nó bộ xanh 89 đó. Rồi ok em vỏ đẹp nè. Sơ mi xanh 89 da vỏ đẹp. Kero, ai lấy kero chốt lên với em này kero nha. Kero. Bộ gấu này em siêu lỗ giá 69 nha, tại vì nó form của nó hơi nhỏ. Đầm mặt là 109 nha Khánh Hè, form đẹp lắm em ơi. Đầm chị mặc là form của nó là form dài nha, form dài 109 ngàn mà vải đẹp lắm luôn, có hai túi hai bên. Áo kiểu còn nha Thu Hằng ơi. Đây nó có hai túi hai bên nha, đúng một màu em ơi. Có một màu à, nó kìm cái ho theo cho mình luôn, muốn cài đâu thì cài. Nhìn cái hoa theo nha. 109 40-54 kg vừa, đúng một màu. 109. Bộ gấu nè, hàng này nè, em nhập người ta. Cái áo thì form to mà cái quần là tầm size S thôi, cho nên em siêu lỗ 69 nha. Cái hàng này em nhập vô lẻ 99 ngàn rồi. Nè, bé một bộ lỗ 3-4 ngàn. Đầm 119 cho Khánh Hà. Bộ gấu mấy chị ơi. Đây nha, 69 ngàn mấy chị mua về á, chị nào to to người mặc cái áo. Còn cái quần này cho em cũng mình hoặc là cho cháu thì cũng được. Cái quần này mặc với áo thun khác cũng được luôn á. 69 ngàn nguyên bộ nha, form nó hơi nhỏ em siêu lỗ còn 69. Hàng này nhập vô là 99 ngàn bộ nè. Em có gấu màu đen và gấu màu trắng hai màu. Gấu đen gấu trắng hai màu nha, 69 ngàn siêu lỗ. Hàng này mấy chị ơi, bị cái quần nó hơi nhỏ cho nên em mới siêu lỗ nè. Áo thì form to, áo thì 40-60-65 cái mặc được hết luôn á, mà cái quần thì size S thôi. Đây, ví dụ mình mua set này mình lấy cái áo mặc nè, cái quần cho em cho cháu thì mặc cũng được. Quần là quần size S thôi, size S này tầm 48 kg độ lại á. Chốt lên giùm em nha, 69 ngàn nguyên bộ màu trắng màu đen hai màu. Chốt em là gấu 69 ngàn kìm màu. Gấu trắng gấu đen hai màu giá 69, chị nào lấy chốt lên giúp em nha. Trắng 69 và đen 69 ngàn. Mẹ vải đẹp lắm luôn á, vải rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Vải đẹp nha, 69 ngàn nhìn em luôn. Ai lấy chốt em là gấu trắng gấu đen hai màu giá 69. Mấy cái hoa bỏ vô ngân đồ quên. 109. À, gấu đen chị Kim Kim, gấu đen. Gấu trắng gấu đen hai màu nha. Gấu trắng cho Khánh Hè, gấu trắng 69 ngàn đen siêu lỗ mấy chị ơi, đẹp lắm. Trời ơi, mất hết sợi dây rồi. Gấu trắng cho Khánh Hè. Chị nào lấy thì chốt lên giúp em nha, 69 ngàn thôi, đen siêu rất là rẻ. Quần này là 119 ngàn, là quần lưng cao lắm luôn. Quần này là quần lưng cao mà mấy chị ơi, đi với lại áo này nha. 119 ngàn nguyên bộ. Chốt em bộ hồng. Hồng giùm em nha, hồng. Hồng 119 ngàn màu hồng. Kẻ bộ luôn 119, ống là ống bo. Ống này ống bo nha, 40-55-56 cái mấy chị mang vừa luôn á. 40-55-56 cái mang vừa cái bộ thể thao này. 119 ngàn nha, chất thun rất là đẹp luôn á. Em là cúc hồng 30, 40 kg đến 60 kg mặc vừa nha, còn đúng cái cuối cùng.
sale 30, chốt em là áo hồng 30 vải đẹp, từ 40kg đến 60kg mặc vừa luôn, màu hồng, hoa cúc màu hồng 30. Ai lấy hoa cúc hồng chốt em nha, hoa cúc hồng giá 30.000, hoa cúc hồng, cúc hồng 30. Ủa, gấu trắng thì bỏ về chưa? Cúc hồng 30 nha, lấy cúc hồng chốt lên cúc hồng 30. Rồi còn bộ trắng cuối cùng luôn, cái này bán tặng 79.000. Thằng này hàng mắc tiền lắm luôn, thằng này em nhập vô keo. Rồi còn đúng bộ cuối cùng nha, bán tặng 79.000 màu trắng, 40 đến 55, 56 cái vừa luôn á, phía sau nè. Bo thun beo thoải mái giùm em nha. 79.000 bán lỗ mấy chị ơi. Rồi đây, bo thun nè, beo đẹp luôn và nó có bút ngực. Có bút ngực nè. Cái phần ở dưới mới dễ thương nè mấy chị ơi, dễ thương lắm. Nó là một cái quần. Quần ngang trước lưng bản, sau lưng thun luôn. Phối riêng, mặc xong mấy chị đắp que giùm em cột lại thành cái chân váy, thành cái quần dạ váy. Rồi đây nha, đắp que cột lại nè, kẻ xít luôn, đem sale còn 79.000. A à, lấy chốt lên em là trắng 79, trắng 79.000 nguyên bộ luôn á, sale còn 79. Đây mấy chị ơi đẹp luôn nha. Vải là vải đuổi phối ren, có mút ngực nè, có mút ngực ở sau là có bo phun cho mình. Đây đẹp lắm luôn, 40 đến 55, 56 cái mặt vừa. Chốt lên giúp em nha, trắng 79.000, trắng, trắng 79.000, trắng 79, 7, dân dân một bộ. Chị Phương Phan còn chị, cái này tầm 55, 56 ký trở lại vừa nha chị, 55, 56 ký lại thôi, 79.000 giúp em nha. Chị nào lấy trắng 79 chốt lên, trắng 79.000 màu trắng, trắng 79.000 màu trắng nha. Nhung lê trắng 79, nhung lê không, trắng 79.000 nhung lê. Áo đen 99.000, 40kg đến 60kg mặc vừa. Vừa nha, nhung lê mông to, mông thoải mái. Chốt lên em là đen 99.000, sơ mi đen 40kg đến 60kg mặc vừa. Nó kèm dây nịt nha, kèm dây này nịt ngang eo nè. Rồi 99.000 áo đen, chốt em sơ mi đen 99 mấy chị ơi. Sơ mi đen nha, 99.000 sơ mi đen này, đẹp ơi đẹp luôn. Vải rất là xịn và rất là đẹp, 40kg đến 60kg mình mặc vừa luôn giùm em nha. Sơ mi đen kèm đai nịt 99.000, đẹp lắm. Ai lấy đen chốt đen 99.000 sơ mi đen. Sơ mi đen 99.000 sơ mi đen nha. Sơ mi đen 99 mấy chị ơi. Còn đúng cái cuối cùng, tính 59.000, chốt em là vàng, vàng toàn 59, 40 đến 55 ký vừa, 40 đến 55 ký vừa, chốt cho em là vàng toàn 59.000, vàng toàn mấy chị ơi, vàng toàn 59.000, vàng toàn nha, 40 đến tầm 55 ký mấy chị mặc vừa luôn á, 40 đến 55 ký vừa, toàn bộ là bo nhúng hết nha, trước sau rồi có bo nhúng hết luôn, 40 đến 55 ký vừa, chốt em vàng 59, vàng 59.000, màu vàng 59. Vàng 59.000. Trắng còn cái cuối cùng siêu 65, 40kg đến 60, 65kg mặt vừa hết. Hoa cúc là hoa cúc thơm em nha, chốt em là trắng giá 65.000 màu trắng. Trắng 65 nha mấy chị ơi, chốt là em là trắng 65 nha. Phơm to rất là đẹp luôn nè, đơn giản trơn, phơm trơn đơn giản. Hoa cúc là hoa cúc thơm, chốt là em là trắng nha, giá đang siêu còn 65.000. Áo trắng, trắng đang siêu còn 65, 59.000, chốt là em chữ đỏ 59 tay dài, 40kg đến 55, 56kg vừa. Chốt là em là chữ đỏ 59.000, chữ đỏ đang sale nha. Chữ đỏ 59.000, chữ đỏ mấy chị ơi. Rồi chữ đỏ 59 nha, áo này áo vải dịch kim, vải len dịch kim á, rất là dày dặn, rất là đẹp nha. Rồi 59.000, chốt là em chữ đỏ 59. Chữ đỏ 59. Áo đỏ 39.000, 40kg đến 60kg mặc vừa. Chốt em là thun đỏ B9. Thun đỏ B9.000, thun đỏ mấy chị ơi. Con mình lên em thun đỏ nha, 39.000 thun đỏ. Hôm này hàng này hàng Quảng Châu, cái vải của nó rất là mịn và rất là mát luôn nha. Chốt lên thun đỏ giá 39.000 thun đỏ.
Quả mình mát cực luôn mấy chị ơi, mát lắm luôn nha. Thun đỏ be chín, caro vàng 59. Áo này 40 đến 52 kg vừa. Ở sau bo thun. Caro vàng 59, tính giá sale mấy chị ơi, 59.000 caro vàng nha. Đó, phía trước của nó là nút bọc vải nè, phía sau là bo thun. Chốt là em caro vàng 59. Đỏ dồn đơn. Đỏ be chín đúng không Nguyễn Linh ơi? Đỏ 39.000 Nguyễn Linh nha. Vàng 59 chị Thu Hằng. Ủa vàng nào, từ từ, caro hay là vàng kia, đưa hai cái lại con ơi. Đỏ be chín thì kim kim. Ok Khánh Hà. Chị Thu Hằng ơi, chị lấy caro vàng 59 này đúng không? Hay là hai dây 59 chốt lại giúp em nha, để nhầm mẫu. Chị lấy dây vàng hay là chị lấy caro vàng chốt lại giúp em nha, để nhầm á. Nhúng vàng ok chị Thu Hằng, là caro đúng không? Ok Nguyễn Linh, là chị Kim Kim không không có áo áo đen, không có áo đỏ be chín nha chị. Hoa này là nằm suông, hoa xanh 1B5, cái này đẹp lắm á chị ơi, nói thiệt luôn á, cái này đẹp lắm luôn. Ok Thu Hằng. Trắng cho chị Phụng Kina nha, trắng cho chị Phụng Kina. Đỏ em hết rồi nha chị. Chị Phụng Kina trắng 65. Đầm hoa xanh nha em ơi, Trang Hè ở Khánh Hè ơi. Đầm hoa xanh này 1B5, vải rất là đẹp, 40 đến 55 56 cái hình mặt vừa luôn, form là form suông dáng dài que gối. Form suông dáng dài que gối nha, hoa nhí màu xanh nè. Dễ thương lắm luôn, phía sau có dây kéo cho mình. Hoa nhí màu xanh 135.000 nha. Chốt lên giúp em là xanh 1B5 xanh. Đầm hoa xanh 1B5. Hoa xanh 1B5 em thử form nè, đẹp lắm luôn nha. Lấy mấy cái hàng lĩa đây nữa xem không? Áo thun á, áo thun còn mấy cái rồi đúng không? Áo thun còn ít này em siêu rẻ mấy chị luôn. Lát like xong gửi số tài khoản que chị, ok Thu Hằng. Sao này mặc tiểu thư mấy chị ơi, nhìn nó dễ thương lắm. 40 đến 55, 56 kg vừa men nha. Rồi cho em hoa xanh 135.000 hoa xanh. Đẹp lắm mấy chị ơi, chốt lên em nha, hoa xanh 1B5. Màu xanh nó đẹp lắm, màu xanh nhạt nhạt. Rồi chị nào lấy hoa xanh form suông này chốt lên em nha. Hoa xanh giá 135.000 hoa xanh. Máy này là em hết hết rồi, em bị rớt hàng lại nè. Khách tỉnh mày đặt đơn một có nên em để lại nè, không có gửi được á. Mới còn. Cho em vàng 49.000 màu vàng nha. 40kg đến 56, 55, 56, 57 cái mặt vừa. Chốt em là vàng, 49.000 áo vàng. Vải rất là mịn và rất là đẹp nha mấy chị ơi. Cái hàng này là khách người ta đặt hết rồi. Mày đơn khách tỉnh, mày đơn ở xe. Mày có một cái đi mới bỏ ra nè. Chốt lên em nha. Vàng 49.000 vàng. Da huy vỏ thêm màu vàng nè. Da huy vỏ thêm vàng. Rồi em hết màu vàng nha. Còn ở vậy nữa đâu không? Trắng đen. Rồi chốt em hồng 49.000 luôn mấy chị ơi. 49.000 luôn nè. Cái hàng này là bữa trước em hết rồi. Đơn một này em mở ra mới còn nè. Chốt em là màu hồng nha, 49.000 màu hồng luôn. Cái này hết lâu rồi. Hồng 49.000 màu hồng luôn nè. Ai lấy hồng 49 chốt lên giúp em nha. Hồng 49 luôn. Hồng 49, 40kg đến 60kg mặt vừa. Cái trắng này nó cái trắng này ở sau của nó hơi bị dính nè mấy chị ơi, nó hơi bị dính nè, hơi bị dính nè nha. Nhưng mà nó nằm phía trên cổ của mình, nó ở sau cổ của mình mặc mình cột tóc á thì nó cũng che hết rồi chứ nó không thấy gì rõ hết. Vậy như nó bị cái lỗ chỉ nó hơi to nè, mấy chị thấy không? Cái lỗ chỉ nó hơi to là nó bị ốm một xíu ở đây. Rồi em tính 49.000 luôn nha, lấy trắng 49 chốt lên giúp em. Trắng 49.000. Ở phía sau á mình cột tóc hoặc là mình xẻ tóc ra nó cũng không có thấy. Này nó nằm phía sau luôn, phía sau ót của mình đó nha. Cho nên là em nghĩ mặt không sao đâu. Cái lỗ kim của nó hơi to một chút nè, lỗ chỉ nè, đó. Nó may hơi to và nó bị dính ố một xíu xíu ở đây.
Chốt em là trắng 49 luôn nha. Toàn bộ là thêu hết. Form to giấu quần nha mấy chị ơi. Form to giấu quần nha. Phía sau nó là thêu hết luôn nè. Thêu hết luôn. Cái này là hàng 79 đó. Chữ nổi nha. Ai lấy trắng 49 này chốt lại giúp em nha. Trắng 49 nè, màu trắng. Rồi hồng 49 nha. Ai lấy hồng 49 chốt lại giúp em. Hồng 49. Rồi quần nha mấy chị ơi. Quần này 40kg đến 60kg mặc vừa luôn. Chốt em quần 49. Quần 49.000, quần dập ly ống rộng. Quần dập ly ống rộng nha, 49.000. Chốt lên giúp em là quần 49. 40kg đến 60kg mặc vừa luôn nha. Ống to thoải mái. À lấy thì chốt lên giúp em nè. Quần nha, 49.000 quần. Ai lấy quần 49 chốt lên em quần 49.000 quần này. Làm em mặc là 1B5 nha, chị lấy hoa xanh 1B5 này béo lên 1B5 hoa xanh. Cái này 55.000, 40kg đến 56-57kg mặc vừa. 40kg đến 56-57kg mặc vừa, mày phong đẹp lắm luôn. 55.000 lên nha. Chị nào lấy vàng 55 chốt lên em là vàng 55.000 màu vàng. Chân váy là 75.000 có lớp quần bên trong. Chân váy này 40kg đến tầm 40 đến tầm 53-54kg vừa. Chị đâu rồi, chị đây. Chân váy 75 éo 55 nha. Chân váy 40 đến tầm 53-54kg mặt vừa nha. Chân váy. Rồi áo này là 75. Số vải rất là đẹp luôn mấy chị ơi, áo là vải đẹp lắm luôn nha. 55.000 chốt em vàng 55, chân váy 75, áo vàng 55. Chân váy này 40 đến tầm 53-54, vậy là 55 quý mà keo keo á thì mấy chị mang cũng vừa luôn nha. Có lớp quần bên trong luôn. Có lớp quần thun bên trong. Chị nào lấy chốt em chân váy 75. Chân váy 75.000 chân váy nha, lấy chân váy 75 chốt em chân váy 75. Bộ này đang siêu lỗ còn 69.000 nha, siêu lỗ còn 69. Rồi quần của nó là quần cầu vòng mà mấy chị ơi, quần cầu vòng đi với là áo thun. 69.000 form 55-56kg đồ lại vừa. 40kg đến 55-56kg vừa nha. Thun dày dặn lắm luôn á. 69.000 nguyên bộ có màu vàng nè. Vàng xanh đỏ be màu. Vàng xanh đỏ be màu nha, chốt em bộ 69.000 kìm màu luôn. Màu xanh. Xanh 69.000 màu xanh, là màu chân váy 40kg. Không, chân váy này em chỉ có một size đây chị Ngọc Thúy ơi, 40kg thì mặc hơi rộng xíu nha. 40kg là mặc hơi rộng xíu quá chị. Được không? Cái này nó tầm size M, tầm size M nha. Rồi chốt em là bộ 69.000 kìm màu, xanh lé vàng với đỏ đô. Xanh lé vàng và đỏ đô. Trong váy 49 nó ngon, trong váy nhúng này mà. Màu nâu với màu trắng. Rồi chốt em bộ 69.000 mình kìm màu luôn nha, đỏ đô. Đỏ đô. Vàng, xanh lé. Đỏ đô, vàng, xanh lé, be màu nha, 69.000 đen siêu. Ai lấy chốt lên giúp em nha. Chân váy này đang siêu 49.000, 40kg đến 55-56kg mặt vừa. Em có màu nâu và màu trắng hai màu. Chốt lên em là chân váy nha, 49.000 kìm màu cái gì ơi. Chân váy 49.000 kìm màu nha. Éo hai dây 49 cho chị biết bên đây ngon. 69.000 màu xanh cho chị Ngọc Thúy. Éo bờ re. 69.000 màu xanh cho chị Ngọc Thúy. Rồi chân váy em đang siêu 49.000 nha. Màu nâu, màu trắng hai màu. Chân váy đen xe 49 màu nâu màu trắng hai màu. Lọ kia nữa, lọ kia nữa. Áo này đen xe 49 nha mấy chị ơi. 40kg đến 60kg mình mặc vừa nha. Em có màu vàng nè. Màu da.
Áo này em gần hết rồi mấy chị ơi, ai chưa mua mình mua nè. Hết rồi. Mỗi màu còn có một cái à, riêng màu hồng thì còn được 2-3 cái gì đó. 40kg đến 60kg mặc vừa nha, 49.000, màu vàng, màu da. Màu xanh nè, đẹp lắm, mút ngực rất là dày dặn và nó có lỗ thông hơi luôn. Màu hồng nha. Đó, em còn 4 màu này, giá là 49.000 một áo đang sale. Cái túi đựng của nó là rất là xịn và rất là đẹp luôn. Chỗ em là áo 49.000 kìm màu nha. Em còn đúng mỗi màu một cái à. Bé màu này nè, màu hồng thì còn được 2-3 cái. Rồi 49.000 nha, chốt em áo 49.000 kìm màu. Lê Nguyễn Khánh Hiền màu da 49. Đẹp lắm mấy chị ơi. Em nó còn. Có rồi đúng không? Còn. Còn cái hả? Rồi, màu da còn nữa nha. Ai lấy chốt mà giúp em nè, màu da. Màu da nè, màu vàng, màu hồng và màu xanh. Rồi 49.000 nha, lấy màu về chốt lên màu đó giúp em luôn, muốn ngực dài dặn lắm luôn. Chị nào chưa mua mình chốt nha, chứ gần hết rồi. Màu hồng luôn nè, 49.000 nha mấy chị ơi. Chốt lên với em lẻ 49.000 tìm màu nha. Da xanh hồng, vàng 49, da xanh hồng vàng 49 nha. Đó, ai lấy màu về chốt lên màu đó giùm em. Trong đó còn da không? Màu da chị Ngọc Thúy, màu da nè. Rồi em hết da nha. Dê Ngọc Thúy 49. Rồi ai lấy nữa chốt lên giúp em nè. Còn màu vàng đẹp lắm, em nói thiệt sự, cái này không lấy là tiếc luôn. Em đang sale mới có giá này. Rồi màu vàng, màu xanh, màu hồng nha. Còn 3 màu, ai lấy chốt lên giúp em nè. Còn vàng, còn xanh, còn hồng, 3 màu giá 49.000. Rồi loại này 39 em còn mấy cái. Cho xem trong váy đang mặc ok luôn nè. Trong váy là 79 mẹ nó xịn lắm nha, em đẹp lắm. Đây, trong váy em mặc là 75.000. 75 đúng không ta? 75, có lớp quần bên trong nha, 40kg đến 53, 54kg vừa. 75.000 có lớp quần bên trong. 75.000 nha, có lớp quần bên trong. Áo này là đang sale 39.000. Còn dư đây à đúng không Ngân? Em nhớ à. Rồi áo 39.000 giùm em nè. Màu xanh min, màu hồng với màu tím 3 màu. Áo này 39.000, ai lấy áo 39 chốt lên giùm em nha. 40 đến 60kg mặc vừa luôn á. 39.000, mút dày dặn cực kỳ, chất vải của nó dạng như vải xu vậy á, rất là mịn, rất là mát nha. 39.000 màu xanh. 39.000 màu hồng. Màu hồng, màu xanh. Về 39.000 màu tím. Hồng, xanh, tím, ba màu luôn. Chị lấy màu gì chốt lên màu đó giùm em nha. Trong váy cho Hương 75. Trong váy 75 cho Hương không? Còn cái trong váy đi nào không cho chị? Trong váy im hết rồi nha Ngọc Thúy ơi. Lê Nguyễn Khánh Hiền màu xanh min 39. Lê Nguyễn Khánh Hiền màu xanh 39 nè. Trong váy cho Hương. Tím với là màu hồng, còn mỗi màu có cái đúng không? Dạ. Đưa chị đúng không? Chân váy mặc là cũng bao nhiêu? 75, là size S nha. Chân váy mặc cũng 75 size S. Chị Ngọc Thúy ơi, con chị 40kg á. 40kg lấy cái chân váy này được nè chị. À, chị hồi nãy giờ lấy 40kg đúng không? Chân váy này mặc được à. 40kg là mặc cái em đang mặc vừa nè chị à. Rồi. Hồng còn đúng cái cuối cùng luôn, em bán tặng 39.000. Ai lấy chốt em hồng 39 nha, cái này bán tặng mấy chị ơi. Bán tặng nha. Nhập vô 59.000 bán ra 39 đó. Rồi chốt lên em nha, cũng là có quần bên trong. Cho chị cái thuốc dây. Có quần bên trong mấy chị ơi, lốt quần bên trong nha. Hồng 39.000 nè. Rồi cái này eo 70 đổ lại vừa. Hồng này eo 70 đổ lại vừa nha, có lớp quần bên trong luôn. Bán tặng cuối line 39.000 màu hồng. Màu tím là ok. Chị Ngọc Thúy lấy chân váy đang mặc nè. Chị Ngọc Thúy chân váy đang mặc 75 nha chị. Màu tím, màu tím là em bán 49.000. Sale 49.
Eo này eo eo 6. Tím này cũng eo 70 đổ lại vừa. Tím này cũng eo 70 đổ lại vừa. Váy mặc hết rồi nha Nguyễn Thảo ơi. Tím là 49 cũng có lót quần bên trong nha. Rồi tím là bán tặng 49 có lót quần bên trong. Về màu hồng, em còn mỗi màu có 1 cái à. Màu hồng B9 luôn mấy chị ơi. Cũng eo 70 đổ lại vừa nha, có quần bên trong hết cho mình. Hồng B9 tím 49 A lấy thì chốt lên nha. A lấy chốt lên. Áo B9 ngàn nè. 40kg đến 60kg vừa luôn á, màu hồng. Màu tím và màu xanh minh nha. Hồng tím xanh minh. Hồng tím xanh minh. Trong váy hồng B9 đó chị Candy Love. Chị Candy Love trong váy hồng B9 nha. Trong váy hồng B9 chị Candy Love. Ok, lên lại giúp em nha chị. Cái này cho em áo B9000 kìm màu. 39.000 kìm màu, màu hồng. Mút ngực dày dặn, beo đẹp luôn. Tím, xanh. Trong váy đen sấp ly mình còn cái nào không ngon? Đâu? Ok, giờ kia đi lớp à, đưa em. Rồi, mẫu này 59 có lót quần bên trong. 40kg đến 55-56kg mặt vừa. Chốt lên em nha. Từ 40kg đến 55-56kg mặt vừa luôn á. Lưng và lưng thun. Tầng 59 có quần thun bên trong. Chân váy tầng này có quần bên trong luôn nha. Ai lấy tầng chốt em tầng 59.000 chân váy tầng. Chân váy tầng 59.000 chân váy tầng luôn. Chị nào lấy tầng chốt tầng 59 nha. Nãy có chân váy nhung không? Tầng 59. Chị Hồng Hè lấy áo hồng B9. Tầng 59 là lấy tầng 59, chốt tầng 59 giùm em nha. Tầng 59.000. Chân váy mặt là 70. Chị Hồng Hè lấy áo hồng B9 ngon. Chị Hồng Hè lấy hồng B9 này nha, ok lên giúp em. Hồng B9 là chị Hồng Hè. Mua cho bí bận cái gì đi. Đổi chị đen nó được không? Bí mặt sao chị không cho nó mặc màu hồng mà mặc màu đen chị? Màu đen đấy hơn. Sao không cho nó mặc màu hồng? Này đổi qua đen được không? Em thấy màu hồng mới dễ thương. Chị thích đổi đen, đổi đen nha. Áo đó, dạ không có đen nha, dạ Hồng Hè ơi, không có đen nha. Chị kia lớp đổi màu đen nè, màu hồng dễ thương lắm á, không cho em bí mặt. Bí của em, cái này có lưng thun nè chị, lưng thun nha. Còn cái màu hồng là lưng bản. Rồi đổi qua khẩu trang em còn nha mấy chị ơi. Chị nào mua khẩu trang thì nói em cho chị xem nha. Có màu trắng, màu xanh với màu xám be màu. Trắng xanh xám be màu. Rồi, cuối line bán rỉ nha. Bán tặng. Rồi cái này còn đúng bộ. Bộ này chị không biết xem mà nó còn đúng không. Ok, giờ Hồng Hè nãy em chốt áo hồng cho chị rồi nha. Nó ngon lụm cái quần lên chị rồi. Cái này em hết lâu lắm rồi nè, ở đây sao tự nhiên còn bộ nè. Ngon. Đây sao tự nhiên còn vậy đó. Dồn đơn ok giờ Hồng Hè. Bộ này 40kg đến 60kg mặc vừa luôn nha. Còn đúng bộ cuối cùng. Em tính với chị giá 49. Ai lấy chốt em là tím 49 bộ nơ dễ thương lắm luôn. Bộ nơ nha. Nơ tím 49.000 vải mét cực kỳ, quần nó có lót luôn á. Cái này chắc đơn tỉnh mày đơn một cái là em bỏ ra nè. Đơn tỉnh đó. Rồi màu tím giùm em nha, 49.000 chứ mấy cái hàng này em hết lâu rồi. 49.000 màu tím. Chị nào lấy tím 49 chốt lên, vải siêu mát. Từ 40kg đến 60kg mặc vừa luôn nha. Ở trước là cái nơ này, nơ ren giùm em nè. Cho em tím 49.000 mặc mát cực luôn. Tím 49.000 tím. Xét hoa. Để em thích hoa giá 60 nha. Hoa 60. Còn đúng tiết cuối cùng. 40 đến 52 53 cái mặt vừa. 40 đến 52 53 cái mặt vừa. Chúng em sẽ hoa giá 60. Hoa giá 60 hoa. Đây nha, hoa 60 giùm em nè. Hoa nhí màu đỏ có lót quần bên trong luôn. Hoa nhí đỏ có lót quần bên trong mấy chị ơi. Đây.
nhang hoa với màu đỏ có lót quần bên trong. A lấy chốt lên thì em là đỏ. 60.000 nguyên set beo dễ thương. Chân váy của nó là có lót quần bên trong. Rồi áo này á, hoa nhang 60.000 đang sale. Áo này mình cộng nơ hai bên giùm em. Đẹp ơi đẹp luôn. Rồi dễ thương nha. Rồi đỏ cho hoa cho Tú Uyên 60 nè. Hoa Tú Uyên 60. Nhiều nhiều. Cái đó em hết rồi nha chị ơi, Kim Bắc ơi. Màu gì nữa không? Trắng. Be 9 màu hồng nha. Ok Lê Nguyễn Khánh Hiền nào, lấy thêm be 9.000 màu hồng. Be 9.000 còn cái hồng đúng không? Đâu, áo hai dây còn mà, áo hai cái hồng luôn mà. Hết hồng rồi Lê Nguyễn Khánh Hiền ơi, còn màu tím mà em, kỹ chưa? Áo be 9.000 là còn màu tím thôi nha, hết hồng. Phốt này coi chừng em nha. Cái này đang sale 89.000 nguyên bộ. Đẹp lắm luôn, áo đen đi với quần hồng và áo trắng đi với quần màu kem. 89.000 nguyên bộ này em sale lỗ, bộ này em sale lỗ nè. Hàng này tới hàng 119.000 luôn mấy chị ơi. Cái quần nó đẹp gì đâu luôn á. Quần này là quần lưng siêu keo. Lưng là lưng siêu keo luôn mấy chị ơi, đi với áo này nha. 89.000 nguyên bộ, đang sale tôi lỗ 40 đến 56 57 cái vừa. 40 đến 56 57 cái mà ok vừa cái bộ nha. Đang sale có 89.000 quần quần ống bo quần dài. Mấy chị nhìn cái lưng quần nè, còn kéo keo lên được nữa luôn á. Nó là keo luôn. Đây nha, 89.000 đang sale. Ống là ống bo nha mấy chị ơi. Màu áo màu đen đi với quần màu hồng nè. Cái này mặc chụp hình dễ thương lắm luôn. Áo đen đi với quần hồng à. Ok em nha Tú Uyên ơi. Áo đen đi với quần hồng. Áo trắng đi với quần màu kem. Rồi áo trắng đi với quần kem luôn. Chốt lên giúp em nha. Có 89.000 mà kẻ bộ luôn mấy chị ơi. Beo dễ thương. Beo dễ thương luôn. Chốt lên giúp em nè. 89.000 màu hồng, 89.000 màu kem. Siêu đẹp luôn á. Hồng với kem hai màu. Đây nha mấy chị ơi, ai lấy chốt lên giúp em nha. Bộ 89.000 kìm màu. Màu hồng với màu kem hai màu. Màu hồng thì nó sẽ đi với áo màu đen, còn màu kem nó sẽ đi với áo màu trắng nha. 89.000 nguyên bộ này em đang sale, quá rỉ luôn. Rồi chị nào lấy chốt lên giúp em nha. Hồng, đen hai màu. Quần hồng áo đen, quần kem áo màu trắng. Rồi hoa hai dây. Cái này còn đúng cái cuối cùng luôn. Cho em hoa 79 luôn nha. Hoa 79.000, hoa vàng 79. 40 kg đến 56 57 kg mặt vừa luôn. Chốt em hoa vàng 79. Cái này là von dập ly nha mấy chị ơi. Von dập ly hàng hàng hai lớp. Hàng hai lớp nha, von dập ly rất là đẹp nè, cho em vàng 79 luôn. Này siêu lỗ hàng này 100 giờ được 125.000 á, đẹp lắm. Chốt em vàng nha, 79.000 hoa vàng dập ly hai dây. Nó có điều chỉnh keo thấp cho mình luôn nè. Điều chỉnh keo thấp được nha. Chốt em hoa vàng. Rồi hoa vàng mấy chị ơi, hoa vàng nha. 79.000 hoa vàng, chốt em hoa vàng 79.000. Hoa vàng 79.000 hoa vàng. Hoa vàng chuông rồng hoa thì không? Chuông rồng hoa, hoa vàng 79. Chân váy này nha mấy chị ơi. Size S. Chân váy này size S nha, đang sale còn 49 luôn. Cho em size S màu đen 49. Có quần bên trong. Size S màu đen 49 có quần bên trong. Có sợi dây đâu rồi ta? Nè em. Vàng ở xương rồng hôi hết vàng. Xương rồng hôi hôi vàng 79. Rồi cái này nè, chân váy này á nha. Size là size S nha mấy chị ơi.
em coi eo nhiêu, 49.000 mà nó có quần bên trong luôn. Xem nha mấy chị ơi, hàng này em xem có giá này 49.000 thôi. Eo 66 đổ lại vừa. Eo 66 đổ lại vừa nha, size S. Size S nè, 49.000 đang sale có lớp quần bên trong. Toàn bộ phía trước của nó là nút bọc vải, đẹp cực kỳ luôn, có dây kéo nha. Eo 66 đổ lại vừa. Ai lấy chốt lên giùm em nha mấy chị ơi. Eo 66 đổ lại là vừa nha. Chốt em đen S 49. Đen S 49 nè. Đầm gấu hồng 5 chị ơi. Cái đuôi đẹp tuyệt đẹp luôn nhưng bỏ lộn vô. Đó, nhớ không? Đọc đây nãy gì? Gì không ngô thôi, đâu phải. Cái này cái tên tê ghi điệp thì biệt như mỏ cho mang ngô. Gấu, gấu đỏ, lộn. Đầm gấu hồng 59.000 nha. 40 đến 55, 56 cái mặt vừa. Chốt lên em đầm gấu 59.000 đầm gấu. Số 1 cái. Đầm gấu 59.000 mấy chị ơi. Chốt em đầm gấu 59 nha. Đầm gấu 59.000. 40kg đến 55-56kg nặng vừa. Ai đầm gấu cho em đầm gấu 59.000 đầm gấu có túi nha. Đầm gấu rất là dễ thương, đầm ngủ này, mặc ngủ mặc ở trong nhà rồi, dễ thương lắm mấy chị ơi. Chốt em nha. Đầm gấu 59.000 đầm gấu. Ai lấy gấu 59 chốt là em gấu 59.000. Đây chị, em kêu có 49 à. Chủ 49.000 nha, candy lớp ơi. Đây, có lớp quần bên trong luôn nha. Em đang sale 49.000, rẻ xỉu xỉu xỉu. Eo 66 đổ lại vừa. Eo 66 đổ lại vừa mà em nha. Sale có 49.000 thôi, có lớp quần ở trong luôn. Rồi ai lấy mình chốt lên nha. Đây mấy chị ơi, cái bộ này nè ngon, ở đâu? Bộ này nè. Bộ này mấy chị ơi, cái này mới về hàng luôn nè, mấy chị nhớ không? Mẹ người ta lót cái miếng giấy bên trong cho em. Mình còn miếng giấy nào đó không không? Miếng giấy cứng cứng á. Đây, người ta lót giấy trong cho em nè. Thì cái giấy này nó ra cái màu, nó dính vô bộ đồ. Đây nó dính vào bộ đồ nè, dính vô. Nhưng mà em nghĩ cái này giặt ra á, giặt là nó sẽ ra thôi. Nè, giấy này người ta tiệp vô á, dạ không phải lung tung đâu chị, không phải lung tung nha. Lưng bản có dây kéo phía sau. Đây nè, người ta lót giấy cho nên nó bị dính của em, nó dính này, nhưng mà giặt sẽ ra nha. Cái giấy này nó không có, không phải là những cái gì dính giấy này, nói chung là mình giặt nó sẽ re thôi. Mẹ em sale luôn cho mấy chị nha. Còn 59.000 một bộ. Ai lấy thì mình chốt lên giúp em. 40 đến 50 56 57 kg lại vừa luôn á. Quần là quần ống rộng nè, có hai túi hai bên. Có hai túi hai bên mấy chị ơi. Rồi em sale luôn còn 59 nha. 59.000. Màu da nè. Ok thanh vi nè, trắng vẹt chài phía sau. Thanh vi màu trắng nè. Rồi chốt lên em nha, bộ 59.000 kìm màu. Dính nó giặt re mấy chị ơi, giặt re hết á. Giặt re hết nha, dính cái giấy á. Rồi có màu da, chú em màu da 59 nè. Màu xanh pin 59. Không có lộ em, vải dày dặn cực kỳ luôn, không có lộ nha. Bộ này cũng không có lộ luôn. Áo thun đó là dày dặn lắm luôn. Bộ này cũng dày dặn cực kỳ. Màu xanh pin 59.000 nha, em tiêu luôn á. Giặt ra mấy chị yên tâm nha. Chỉ có cái bộ hồi nãy là dính nhiều thôi. Còn mấy cái này nó đâu dính gì đâu, đúng không? Dính ít lắm mấy chị ơi, xíu xíu à. Giặt chắc chắn là re nha. Tại vì em bán em không có dám giặt. Em giặt nó bị mùi xì bông á, người ta tưởng là đồ mặt rồi. Em không dám giặt. Còn mình mua về nhà mình giặt thì em nha, nó re liền luôn à. Nó dính cái giấy này nè, giấy lót ở trong bộ đồ á, giặt chắc chắn là re mấy chị yên tâm nha. Sale còn 59.000 thôi. Giặt re yên tâm. Rồi 59.000 ở Tú Uyên nè, màu xanh. Màu đỏ, mình còn bộ màu da nữa mà. Bộ đó cho chị mang gô phê á. Rồi đây em nha, màu đỏ. Rồi em còn màu đỏ nè, màu da và màu xanh nhạt. Hồi nãy là xanh pin, cái này xanh nhạt nha.
giặt ra mấy chị yên tâm dùm em nè, cái này cho em xanh nhạt luôn, sale còn có 59 thôi, 40kg đến 56, 57kg mặt vừa luôn nha, đẹp lắm. Phom nè, cái quần mấy chị nhìn cái quần nè, chóp thun dày dặn rất là mát luôn nha, có hai túi hai bên. Rồi màu này với màu xanh nhạt đẹp lắm mấy chị, không chốt là tuyết luôn. Em nói thiệt sự, bộ này mặc lên phom beo cưng luôn, rất là dễ thương. 59.000 thôi nha, đang sale đó. Đấy, như bộ xanh này nó dính một xíu bên này à, nè cái giấy đó nó dính vô chút xíu bên này thôi. Rồi chốt lên giùm em nha, bộ xanh giá là 59.000, đang sale cho em cái này màu xanh nhạt, 59.000 màu xanh nhạt, xanh nhạt 59.000 xanh nhạt nè, mặc lên beo dễ thương luôn mấy chị ơi. Xanh nhạt nha, 59.000 xanh nhạt. Ai lấy xanh nhạt chốt là em xanh nhạt 59. Rồi màu đỏ 59.000 màu đỏ luôn. Đỏ này hình như không bị gì á. Rồi chốt em màu đỏ nha, 59.000 màu đỏ. Rồi màu da 59.000 màu da. Rồi ai lấy màu gì chốt lên màu đỏ giùm em luôn. 59.000 nha. 59.000. Màu da luôn mấy chị. Rồi ai lấy màu gì chốt lên màu đỏ giùm em luôn. Quần cầu vòng mấy chị, quần này quần nó là quần không mà. Sao người ta gửi cái quần không? Quần này 40kg đến 60kg mặt vừa nha. Chốt em quần cầu vòng 39. Quần này mấy chị phối lẻo thun đồ dễ thương. Quần cầu vòng nha, 39.000, chất thun co giãn tốt, 40kg đến 60kg mặt vừa. Cái vải này nó khác với lại cái vải hồi nãy em bán một bộ kia nha. Vải này nó khác, vải này đẹp hơn vải kia nhiều. Rồi cho em quần cầu vòng 39.000 quần cầu vòng. Quần nha mấy chị ơi, 39.000 vải đẹp cực kỳ luôn, nó không phải như cái vải bộ kia đâu. Cho em quần nha, 39.000 quần. 39.000 quần. Làm cây rô tím này ngon, hút thì sáng em. Cứ trong váy hoa luôn. Trong váy hoa tím luôn. Cây rô tím siêu lỗ còn 79. Chỗ em làm cây rô tím 79.000. 40 đến 53, 54 cái mặt vừa nha. Chú em làm caro tím 79, đẹp lắm luôn. Vải này vải đẹp lắm đó chị ơi. Hồi này em siêu nha, siêu lỗ còn 79. Ai lấy caro tím chú em caro tím 79.000. 79.000 nha, 40 đến 53, 54 cái mặt vừa. 40 đến 53, 54 cái vừa luôn. Cho em caro tím 79.000. Rồi chân váy hoa 59, chốt em chân váy hoa 59, 40kg đến 55, 56, 57kg vừa. 40 đến 56, 57kg vừa nha. Body còn ở túi Uyên ơi. Sao mấy em cái body Uyên không? Body còn á. Nằm body à. Về chỗ đây với chỗ kia thấy không? Tím 79.000 màu tím nè, chốt em chân váy 59 nha. Chân váy 59 body nè. Trời ơi, cái body này đẹp lắm luôn nè. Em siêu còn ở 69.000 thôi. Siêu còn 69 nè mấy chị ơi. Đây nha, cho em body hồng là 69.000. Mặc vô trong người mình nó căng ra rất là đẹp luôn á. Như thế này. Nó là bo nhúng hai bên, nó thun nhúng hai bên, nó mặc vô nó sẽ căng ra nha. 69.000 vải siêu đẹp. Cho em 69.000 màu hồng. 40kg đến 60kg. 40 đến 55kg vừa nha. Màu hồng. Màu hồng và màu tím hai màu cho em đầm 69.000 kìm màu. Hồng tím hai màu nha, đầm 69.000 kìm màu với chị. Đẹp lắm, mẫu này lên form beo cưng luôn. Em đang sale có 69.000 thôi nha. Màu tím, màu hồng hai màu giá 69. Ai lấy chốt em 69.000 kìm màu. Cái này cho em tím chữ 69 luôn đang sale. Tím chữ 69 luôn nha, đang sale nào, 40kg đến 57 58 kg mặt vừa. Tím chữ này dáng dài, body dáng dài. Chốt em là tím chữ giá 69.000 đang sale. Tím chữ nha. 69.000 tím chữ, ai lấy tím chữ chốt tím chữ. Tím chữ 69. Hồng 59.
59.000 hồng, hồng này 40kg đến 60kg mặt vừa. Ai lấy hồng 59 chốt lên giúp em là hồng 59.000 hồng. Hồng 59 nha. Lấy hồng 59 chốt lên em là hồng 59. Hồng 59.000 màu hồng. Rồi lấy hồng 59 chốt lên em hồng 59.000 màu hồng. Chữ trước là chữ thêu nha. Hồng 59. Hồng 59. Rồi cho em 2 dây 59.000 luôn, 40kg đến 56, 57 cái mặt vừa. 2 dây 59.000, 2 dây với dì ơi. Cho em 2 dây 59.000. Rồi cho nó lấy 2 dây, chốt lại em 2 dây 59.000, 2 dây. Đẹp lắm mấy chị ơi. 2 dây nha, 59.000. 2 dây 59.000, 2 dây. Chốt em caro hồng đang sale còn 79.000 nguyên bộ. 40kg đến 55-56 cái mặt vừa nha. 40 đến 55-56 cái mặt vừa. Sale còn 79.000 nguyên bộ. Ở trước lưng bảng, sau lưng khung. Về chân váy này có quần bên trong. Chân váy này có quần bên trong nha mấy chị nha. Ai lấy chốt lên giúp em nha. Hồng. Hồng nè. 79.000 bộ hồng. 79.000 nguyên set hồng nha, vải đẹp cực kỳ luôn, chưa lỗ. Về nó có quần màu trắng đi với áo màu xanh minh nữa. Rồi nó có quần trong váy màu trắng đi với áo một caro màu xanh minh luôn nha. Ai lấy chốt lên giúp em bộ 79. Bộ 79.000 nguyên bộ. Body tím đầu tiên cho em nha, ok chị Mai Khương. Tím có tay không? Đưa chị đưa sách lên coi lại. Ok ok. Không có thông tin không? Địa chỉ số điện thoại giùm em nha chị Mai Khương ơi. Cái này đúng không? Rồi ok lên giùm em rồi. Lên địa chỉ số điện thoại nha chị Mai Khương. Giá 69 thôi nha. 69.000 cho em địa chỉ số điện thoại luôn. Body này còn cái cuối cùng cũng đang sale còn 79 nha. Có mút ngực luôn. Có mút ngực đang sale còn 79. 40 đến tầm 52 cái mặt vừa. 40 đến 52 cái mặt vừa có mút ngực hàng hai lớp rất là đẹp luôn, dây kéo nằm phía sau lưng. Chốt lời em là tím 79.000 đầm tím. Cho em đầm tím 79, cái này chị nắm luôn nha. Dạ rồi ok chị Mai Phương. Chốt em đầm tím 79 nha. Hàng hàng thiết kế mấy chị ơi, vải đẹp cực kỳ. Có mút ngực bo nhúng phía sau nè, đây dễ thương. Chốt em là tím nha, 79.000 tím. Tím 79.000. Caro vàng 69 đang sale. Caro vàng sale còn 69, 40 đến 55 56 ký mặt vừa. Chốt em caro vàng 69.000 có dây cột. Caro vàng nha đang sale 69.000 có dây cột luôn. Rồi ai lấy tối nay nha Mai Khương ơi. Chiều nay là em gửi hàng nha. Trong tối nay hoặc là trong ngày mai á, shipper người ta sẽ gọi trước cho chị rồi người ta tới giao nha. Trước khi giao là bên đó gọi cho người tới giao. Có thể tối nay hoặc có thể ngày mai nha chị. Rồi cho em caro vàng luôn, 69.000 đồng caro vàng. Đẹp nha. Caro vàng 69. Chốt caro vàng. Rồi nghỉ nha. Rồi em nghỉ nha mấy chị ơi. Bye bye.